Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Hôm nay là chúng ta chia sẻ, chắc đầu năm này chúng ta không có tiếp kinh Pháp Cú, mà chúng ta nói về vấn đề năm này là năm con gì quý vị? Con trâu. Cái này có ai con trâu không? Quá trời trâu rồi, một trâu, hai trâu. Quá trời trâu. Quý vị đã từng nghe mình nói trong dân gian là nhiều cái câu tục ngữ ca dao về trâu không? Dạ, có. Ai biết câu gì không? Trâu ơi, ta bảo trâu, trâu ra cài, dữ chưa? Đọc to lên. Là gì nữa? Nông gia. Ta đâu trâu đấy, ai mà quản công. Là gì nữa? Ngoài đồng trâu ăn. Đó, một câu. Rồi câu nói về vấn đề mà giống như nói mà không nghe, nói mà không hiểu gì trên nghệ thuật cũng biết, mà câu gì? Đàn gãi tay trâu. Ô lì như trâu á. Đàn gãi tay trâu. Là đàn gãi tay trâu. Ta nói mày không nghe giống đàn gãi tay trâu. Ồ, mẹ nói. Mẹ nói lì như trâu à, mẹ hay la đó hả? Nhớ cái câu đó, tại mẹ hay la lì như trâu. Rồi còn gì trâu nữa, cái gì mà dốt đó gì nữa? Ngu như trâu, cũng có chứ. Phải không? Rồi gì nữa? Có cái câu mà ông bà mà hay nói, thứ nhất là vợ dạy trong nhà, thứ nhì trâu chậm, thứ ba là rửa cùng. Quý vị có nghe câu đó không? Chưa nghe hả? Thứ nhất vợ dạy trong nhà, thứ nhì trâu chậm, thứ ba rửa cùng. Là ba cái điều là ý chỉ là con trâu và hình ảnh người vợ, hình ảnh cái công việc làm ăn nó gần gũi với nhau trong cuộc sống. Rồi cái câu gì mà thấy người là ngon sang hơn mình ghét á, hay nói gì? Đó, trâu cột ghét trâu ăn. Nó quá trời luôn, tục ngữ về con trâu nhiều lắm. Trâu chậm mà uống nước đục. Trâu chậm mà uống nước đục hả? Rồi tuổi 17 gì đó, để gãy xương trâu. Đó, quá trời luôn. Rồi đầu trâu mặt ngựa, nói gì? Là nói về những cái người mà không ra gì đó, kêu là đầu trâu mặt ngựa. Rồi trâu chết để da, người chết để tiếng. Nó nhiều lắm. Là cho nên quý vị thấy rất là nhiều cái câu tục ngữ. Mà quý vị có nhớ cái câu, không biết quý vị đã từng học hồi nhỏ mới có nhớ câu chuyện mà trí khôn ta đây, có nhớ không? Không biết hả? Là tại sao con trâu nó không có ra hàm răng trên mà chỉ có hàm răng dưới? Quý vị chưa nghe cái này hả? Mà con trâu đúng nó có hàm rồi đúng không? Nó không có hàm răng trên. Thì cái đó là cổ tích thôi, mà mình không biết nó thật hư, nhưng mà theo cổ tích của dân gian á, có để lại là một hôm là có một con cọp nó đứng, nó thấy là có một người nông dân thì nhỏ con, nhưng mà cứ đập đánh con trâu cứ phải cày bừa cực khổ. Thì con cọp này nó ngạc nhiên, nó đứng nó nhìn. Thì khi mà con trâu nghỉ, bữa trưa nó nghỉ ngơi á, thì nó mới mon men tới, nó hỏi con trâu á, tại sao anh to lớn như vậy mà anh phải bị con người nhỏ nhoi sai khiến đánh đập như vậy? Thì con trâu nó nói là con người nhỏ nhưng mà tại vì con người có trí khôn. Thì khi nghe nói như vậy, con cọp nó mới hỏi là trí khôn là cái gì? Thì con trâu nó không hiểu, nó nói trí khôn là trí khôn, có gì đâu hỏi. Muốn thì tới hỏi con người á. Thì bây giờ con cọp nó cũng tìm cách, nó tới, nó cũng lần mò tới, nó hỏi anh có trí khôn không? Anh cho tôi coi với. Trí khôn của anh đâu, anh cho tôi coi với, và trí khôn nó như thế nào? Thì lúc đó người nông dân mới suy nghĩ một hơi, mới nói rằng là ta để trí khôn ở nhà rồi, bây giờ ngươi muốn ta về lấy, ta sẽ cho ngươi một ít. Thì con cọp nó nghe nó thích, nó nói được. Thì anh này vừa đi, cái suy nghĩ quay trở lại nói, bây giờ tôi đi rồi, lỡ ở đây là anh ông ăn con trâu của tôi thì sao, cho nên anh cho tôi cột anh lại để cho tôi yên tâm đi về nhà lấy trí khôn. Thì nghe như vậy, con cọp nó chịu cho người nông dân cột lại. Khi mà cột lại thì bắt đầu ổng mới chất rơm, ổng đốt. Ổng đốt thì con trâu nó thích quá, nó hả dạ đó. Nó hả dạ, nó lăn, nó cười, sau cái hàm nó đập vào đá và bị gãy hàm trên. Cho nên mấy tục ngữ, mấy cái cổ tích là nói là con trâu từ đó là không có con trâu nào có hàm trên hết, mà chỉ có hàm dưới. Đó là chuyện cổ tích thôi. Còn con cọp là tại sao con nào cũng có những cái vằn á, là tại vì ngu dốt rồi bị đốt. Cho nên con cọp nào, lúc nào con cọp nào cũng có vằn hết. Tại đó là cổ tích thôi, nhưng mà mình ít nhất mình cũng biết được là cũng tại sao có những cái điều như vậy. Để quý vị biết là trong nhà Phật là có nhiều ý rất là hay.
Là quý vị biết hình ảnh con trâu nào quen thuộc quý vị thường thấy vô nhà Phật quý vị thường thấy không? Là tượng trưng cho cái gì? Tâm. Là cho cái tâm, mà cái tâm này là gì? Là vọng tâm, chứ không phải là chân tâm. Tại vì cho nên quý vị thấy nhất là hình ảnh trong nhà thiền để hình ảnh chăn trâu đó, người chăn trâu mà tới khi con trâu nó thuần rồi thì tức là gì? Là điều phục cái vọng tâm. Con trâu cái bản tính nó rất là hiền lành, nhưng mà nó có một cái là nó vô minh ngang ngược. Cho nên là quý vị phải khuất phục nó. Thì cho nên thời Đức Phật còn tại thế, Ngài đề cập rất là nhiều, tức nhất là trong cái bộ Tăng Nhất A Hàm, có nói tới cái bài kinh gọi là kinh Phóng Ngu quý vị. Là Ngài nói tới bộ kinh Phóng Ngu là lúc bấy giờ vua Tần Bà Sa La phát nguyện cúng dường cho Đức Phật và 500 vị tỳ kheo trong 3 tháng an cư kiết hạ. Thì lúc bấy giờ cần rất là nhiều sữa trâu, sữa bò để cúng dường. Thì một hôm gần tới cái ngày mãn hạ đó, thì vua Tần Bà Sa La mới nghĩ là bây giờ tìm cách là đưa cho những cái người mà bán sữa, cung cấp sữa dê, sữa trâu, sữa bò này này đến gặp Đức Phật để cho họ có duyên được nghe pháp. Thì bây giờ những người này họ mới bàn tán nhau, họ nói Đức Phật nghe nói là một người thông kinh điển, thông tứ thư vệ đà và biết hết mọi thứ trên cuộc đời này. Nhưng mà chắc chắn một điều, tại vì Ngài lớn lên trong sung sướng, cho nên cái vấn đề chăn trâu, nghệ thuật chăn trâu Đức Phật không biết đâu. Bây giờ mình đến mình gặp Phật, mình hỏi điều này chắc là thử coi, chắc chắn là Đức Phật sẽ thua, sẽ đuối lý là không biết. Thì bây giờ những người chăn trâu khi mà họ đến gặp Đức Phật thì nhìn có ai nghiêm, cái sự oai nghi từ hòa của Đức Phật, họ rất là cung kính đảnh lễ. Nhưng mà sau đó một vị mới đứng lên mới thưa Đức Phật là ông là người, Ngài là người thông kinh điển, thông mọi thứ ở trong cuộc đời này, nhưng Ngài có biết cách nào để chăn trâu để nó được càng ngày càng sanh ra nhiều con trâu và được giữ gìn tốt đẹp không? Thì khi nghe như vậy quý vị biết là và được sanh ra nhiều trâu và cho đàn trâu được an ổn. Thì khi nghe như vậy Đức Phật nói có 11 cách để mà nuôi trâu. Quý vị thấy mọi người nghe nó 11 là họ cũng giật mình rồi. Thứ nhất là phải biết sắc của trâu, tức là gì? Biết con trâu nó màu gì, sắc gì thì nó sẽ như thế nào. Mình nghe cái này để gì? Để mình học, mình ứng dụng. Đức Phật sau khi nói 11 cách về giữ gìn con trâu, Ngài ứng dụng vô 11 cách để tu tập. Cho nên Đức Phật mình rất là tuyệt vời, Ngài thống biết hết. Và cái thứ hai là biết tướng của con trâu, tức là biết tướng nó như thế nào, rồi biết con trâu đó yếu, con trâu đó khỏe, con trâu đó mạnh, biết tướng của con trâu. Và thứ ba là biết sao gọi là biết mổ xẻ, biết cách mổ xẻ, tức là sao? Tức là khi mà gặp những con trùng nó rút tỉa hút máu trâu, mình biết mổ xẻ giống như trị bệnh á, mổ xẻ để mình trị bệnh cho nó, gọi là cách mổ xẻ. Thứ tư gọi là biết che vết thương. Là quý vị biết là có những con muỗi, con ruồi, những con này nó rút tỉa đó, rút tỉa những khi con trâu, thì mình phải biết cách để che vết thương. Rồi tiếp là biết hun khói. Quý vị biết cái ý này tại sao Đức Phật nói biết hun khói không? Không biết à? Là tại sao con trâu khi mà nó thấy khói đốt lên là nó tìm đường nhà nó về. Cái đó là người nông dân họ làm vậy. Mất trâu á thì sẽ hun khói lên ngay gần nhà mình, nó thấy khói nó hướng về khói để nó tìm đường về nhà. Thì cho nên Đức Phật biết cái cách đó luôn. Và Ngài cái nữa là gọi biết đường đi, tức là gì? Biết con trâu đó nó đi về hướng tốt hay xấu, nó đi hướng nào. Cho nên là Đức Phật nói. Và cái ý tiếp là biết chỗ nào cho trâu thích hợp, tức là biết làm sao cho trâu thích hợp để biết cái cách làm cho nó sinh sôi nảy nở, những cái lúc nào thích hợp để giúp cho nó sinh sôi nảy nở. Và cái cách tiếp theo nữa là biết khéo đưa qua sông. Quý vị biết là khi mà đưa con trâu qua sông rất nguy hiểm, cho nên khéo tìm cái chỗ nào đó để đưa con trâu qua sông. Rồi biết chọn cái chỗ an ổn, là không có cọp beo sư tử này kia để nó ăn thịt trâu. Rồi biết giữ sữa trâu. Quý vị biết là thường những người tham đó, họ hay vắt sữa trâu là họ vắt cạn luôn. Nhưng mà phải nghĩ là con trâu nó cũng cần để sữa cho con nó bú nữa. Cho nên nếu người chủ biết dung hòa vắt sữa phải trừa sữa lại thì sẽ còn mãi. Cho nên Đức Phật đã khéo biết những cái ý này luôn. Và biết nuôi trâu chúa là tại sao quý vị? Là con trâu chúa, trâu đực nó sẽ giữ gìn cho đàn trâu.
Thì khi mà nghe 11 cách này rồi á, cái những người chăn trâu giật mình, nói là lâu nay mình làm nghề chăn trâu mình rất giỏi, nhưng mà biết lắm chỉ có 3-4 cách thôi, nhưng mà tại sao mình biết nhiều cách quá? Tại sao Đức Phật biết nhiều cách? Quý vị học như vậy về đừng nói mua trâu về nuôi hả? Thì như vậy sau đó Đức Phật mới ứng dụng. Quý vị biết là Đức Phật ứng dụng trong cuộc sống đối với hàng ngày mới dạy các tỳ kheo. Thứ nhất á, là biết sắc, tức là gì? Là biết bốn đại con người này do tứ đại hợp thành là đất, nước, gió và lửa. Mình biết như vậy để gì? Để mình tu tập, mình không chấp. Cái thứ hai là biết vuốt chải, tức là gì? Tức là sao quý vị? Tức là khi mà cái tâm mình khởi lên sân, mình biết sân, mình chặn lại. Khi tâm mình khởi lên ý niệm tham, mình biết mình tham, mình chặn lại. Rồi thứ ba là biết tướng, tức là gì? Biết, mình biết là khi mình biết mình ngu là mình biết mình ngu. Mình giỏi, mình biết mình giỏi để mình biết mình giữ gìn cái giỏi đó, mình học tiếp. Hoặc là mình ngu để mình biết học hỏi. Mình dở, mình biết mình dở. Thì nhưng mà nhiều người quý vị thấy cuộc sống này không có biết. Nhiều khi mình dở mà không biết, cứ tự cho mình là hay. Rồi cho nên cuối cùng mình thất bại. Cho nên Đức Phật ứng dụng rất là hay. Là biết che đậy vết thương. Là ứng dụng làm sao quý vị? Là khi mình khởi lên mắt mình đắm nhiễm, là mình phải chặn lại, không cho nó đắm nhiễm. Cái lỗ tai mình nghe ai khen ai chê, mình buồn, ai khen mình vui, thì biết chặn lại. Đừng có buồn vì những cái tiếng chê, đừng có vui vì những lời khen, mình chặn lại, tức là biết che đậy vết thương. Rồi biết xông khói là mình ứng dụng sao quý vị? Là tức là khi mình nghe những cái gì hay từ lời Phật, mình biết nói lại cho người khác nghe. Ứng dụng tu tập, quý vị thấy nó rất là ý nghĩa. Ví dụ hôm nay nói quý vị tới, mình nghe được cái lời Phật dạy là biết bỏ tham, bỏ sân, bỏ si. Mình về mình kể cho em, cho chị, cho anh mình nghe. Tức là mình biết xông khói, tức là mình biết lùa trâu về nhà. Tức là mình biết đem những cái điều an lạc, an lành, những cái điều tốt đẹp về nhà của mình. Cho nhiều khi mình nghe xong mình nói mình giữ công mình. Cho nên nếu mình biết ứng dụng lời Phật là mình nghe những cái điều hay, mình kể cho người khác nghe, thì như vậy tức là mình biết xông khói cho trâu về nhà. Đó là cái ý Đức Phật ứng dụng trong cuộc sống. Rồi biết những cái điều nào quý tốt thì sao quý vị? Là khi mà mình nghe Pháp, những cái điều nào hay về Đức Phật dạy, mình ứng dụng trong cuộc sống, mình giữ gìn ứng dụng, thì cái đó tức là mình biết giữ gìn những cái điều đáng quý. Rồi biết lựa chọn đường đi, tức là gì? Là quý vị thấy mình tu tập, mình thấy mình thích con đường tu tập như thế nào, mình chọn con đường đúng đó mình đi. Tức là biết lựa chọn đường đi tốt cho con trong, là mình lựa chọn con đường đi. Ví dụ quý vị thấy mình đến chùa, mình nghe Pháp, mình thấy có lợi ích, mình tụng kinh, mình có phước, thì mình tiếp tục đi con đường đó, là mình được hưởng phước. Còn nếu quý vị thấy đi chơi với bạn bè nó vui hơn, nhưng mà cái đường vui đó, nhưng mà rồi chúng ta sẽ đau khổ, thì như vậy là quý vị lựa chọn không đúng đường đi. Thì giống như lựa chọn cái đường đi cho trâu không tốt thì sẽ mất trâu. Thì mình đi những con đường không tốt thì mình sẽ bị đọa, mình sẽ bị đau khổ. Rồi biết chỗ qua sông, tức là gì quý vị? Biết đưa trâu qua sông, thì Đức Phật mới dạy ứng dụng trong cuộc sống tu tập là biết về tứ niệm xứ. Quý vị có từng nghe tứ niệm xứ chưa? Chưa nghe, tức là gì? Quán gì quý vị? Quán thân bất tịnh, là cái thân này là dơ bẩn, không có phải là cần phải quý, mình phải trọng, mình chấp nó quá là mình khổ. Cái thân này là bất tịnh. Thứ hai là quán tâm vô thường, là tâm mình hôm nay vậy, ngày mai khác. Cho nên hôm nào chồng vợ, con cái, anh chị em vui thì mình cứ đón nhận cái vui, mà khi nào họ buồn thôi mình cũng ok. Tâm vô thường mà Đức Phật đã dạy như vậy rồi, cho nên biết được cái tứ niệm xứ này mình sẽ không khổ với nó, mình quán mình sẽ không khổ. Cái tâm vui buồn bất tử lắm, cho nên gọi là tâm vô thường. Thứ ba là quán thọ thì khổ. Làm sao quý vị? Thọ nhận nhiều là khổ. Ví dụ quý vị ăn cái món nào ngon, ăn nhiều quá gì bội thực rồi cũng chết. Uống ngon quá, quý vị thấy nước này ngon không, thử uống thiệt nhiều vô cũng bị ít rồi. Cái gì nó vừa phải là không khổ, cho nên gọi là thọ thì khổ. Rồi quán pháp vô ngã là gì? Tất cả các pháp, những cái đồ vật không có cái gì nó trường tồn. Cho nên lỡ cái xe nó hư, cái nhà nó mục,
hoặc là cái đồ vật nó bị gì đó, mình có quý cỡ nào mà nó mất, nó bỏ thì mình cũng có đau khổ. Cho nên biết lựa chọn là như vậy, là mình biết khéo ứng dụng. Thì cho nên là ứng dụng trong cuộc sống Đức Phật ứng dụng rất là nhiều. Rồi biết, mình biết thời để cung kính các vị thầy, các vị lớn tuổi, trọng những người lớn tuổi. Rồi biết khéo qua sông, tức là gì, là biết phéo về tứ niệm xứ, và biết ăn vừa đủ để mình được an lạc. Thì đó là ứng dụng những cái pháp Phật. Cho nên, và trong nhà Phật quý vị biết là cái điểm đặc biệt là cái kinh Pháp Hoa quý vị hay tụng. Quý vị có nhớ có cái phẩm nào không? Nói về con trâu không? Các vị nào nhớ không? Không nhớ à? Là phẩm thứ ba, là phẩm thí dụ. Là ông trưởng giả có một ngôi nhà lớn mà nhà nó có một cửa. Quý vị đã nhớ chưa? Là nhà đang lửa đang cháy mà các con của mình thì ở trong nhà lửa. Đó, có xe trâu, đúng rồi đó. Ở trong nhà lửa vui đùa. Đó là nhà lửa đã chỉ gì? Là nhà tam giới mình đang sống nè. Dục giới, sắc giới, vô sắc giới. Thì một, có một cái cửa đi ra mà kêu các con ra thì không chịu ra. Ví dụ quý vị thấy giờ cuộc sống này, quý vị thấy có rất là nhiều vị chúng ta cũng cứ nói không cần đi chùa tu tập, tôi ở nhà vậy đủ rồi, thì không chịu. Nhiều khi bạn bè khuyên, người khác khuyên đi tu tập, đi quy y tam bảo, đi làm phước, đi tu, mà nhiều người họ đâu có chịu nghe. Họ nói rằng là tại vì tôi thấy như vậy không có làm gì được, cho nên tôi thấy là tôi còn ăn mặn, tôi còn ham chơi, cho nên chưa tu được. Cứ vậy cho nên mình cứ cột mình hoài trong cái nhà lửa đó, mình cứ không có thoát được. Cho nên ông trưởng giả lúc bây giờ mới nghĩ cái cách là dụ các con á, đi ra đây, cha sẽ cho các con xe dê, xe hưu, xe trâu. Thì hai cái xe đầu là chỉ cho thanh văn và duyên giác, và chiếc xe thứ ba, xe trâu, là chỉ cho xe Phật thừa, là xe đại thừa. Mà tại sao quý vị biết là Phật Đức dùng cái xe đại thừa là hình ảnh con trâu không? Tại vì con trâu là một hình ảnh quen thuộc trong cuộc sống. Nó mạnh, nó lớn, nó chuyên chở rất là nhiều đồ vật. Thì cái xe đại, cái vấn đề đại thừa, Phật thừa cũng vậy. Nó đạt tới cái sự an lạc, giải thoát. Và cái hình ảnh con trâu là tức là gì? Là chỉ xe đại thừa để nhắc mình vấn đề gì? Tức là muốn đạt tới quả vị Phật là đi từ vô minh, tức là đi từ một con người chúng sanh bình thường, một phàm phu, một chúng sanh bình thường có thể đạt đến quả vị Phật. Chứ không phải là cần khi nào ai làm vua mới được thành Phật, hoặc là ai phải làm những cái người tài giỏi mới được thành Phật. Không phải, đi từ một chúng sanh phàm phu bình thường. Cho nên cái tính phổ quát, cái tính gần gũi, cho nên Phật tánh là gì? Là phổ quát, bao hàm hết tất cả chúng sanh, ai cũng có cái Phật tánh đó. Cho nên Ngài ứng dụng ví dụ cái xe trâu, tức là chỉ cho Phật thừa. Hình ảnh con trâu nó gần gũi, nó phổ quát, nó mạnh cả thể xác và tinh thần. Và nó gần gũi nhất trong, gần gũi trong cuộc sống con người chúng ta. Thì cho nên Đức Phật dùng hình ảnh đó để dụ chuyển cái gì? Cái tâm con trâu, tức là chỉ cho vọng tâm. Thì mình khi mình diệt vọng tâm là quý vị được cái gì? Được an vui. Ví dụ khi mà quý vị khởi một cái tâm giận ai đó, mình nghĩ, mình có tư tưởng, mình nghĩ, ủa sao tự nhiên giận hờn chi cho nó khổ, cuộc sống này không có bao nhiêu hết, mình xả cái giận thì tự nhiên mình đạt được an lạc. Là cái đó, tức là mình biết chặn được cái vọng tâm, mình có được an lạc. Quý vị biết trong truyện cổ Phật giáo cũng có một cái ý rất là hay, mà mình biết cũng để mình học cái cách. Là có kể có một con trâu, nó đang cày bừa cùng người nông dân, hết nắng xong tới mưa. Thì khi mà cày cả ngày mệt mỏi quá, người nông dân không có nghỉ, cho nên tới trưa mệt quá, thì sau một trận nắng xong là tới mưa, người nông dân mệt quá ngất xỉu, nằm lăn ra gốc cây ngủ. Thì đang ngủ thì con trâu nó đứng, nó chờ hoài, nó không thấy có ai cái lệnh của người chủ để đánh mình cày bừa tiếp. Thì nó quay lại nó nhìn. Thì thưa quý vị, khi mà nó quay nó nhìn á, thì nó thấy đằng xa có một con cọp đang chạy tới định ăn, cắn vồ người chủ của mình. Thì bắt đầu con trâu nó mới chạy tới, nó hùng, nó làm dữ lên để nó đuổi con cọp đi. Khi mà con cọp đi thì người chủ nông dân mới tỉnh dậy, thấy con trâu nó đang hầm hừ, nó còn cái ổng tưởng là nó ghét mình, nó cắn mình. Ổng giận quá, ổng ngồi dậy, ổng dùng cái roi ổng đánh con trâu thiệt, đánh một trận. Con trâu nó buồn quá, nó bỏ nó đi.
Nó đi thì quý vị biết là ông người nông dân này mệt quá, nằm xuống ngủ tiếp. Ngủ thì cái thói của con cọp này nó chưa đi hẳn, nó còn núp. Cho nên nó thấy lúc bây giờ là an toàn nhất, nó mới quay trở lại. Nó mới định vồ cái người nông dân tiếp. Thì con trâu á, quý vị biết sau khi nó đi một hơi thì nó quay trở lại. Nó quên cái vụ bị đánh đập rồi. Tại cái đó là nó gọi là cái sự vô minh mà, cho nên mình không nhớ. Nó quên cái sự đánh đập, cái nó trở lại tiếp. Nó vừa trở lại thì nó thấy con cọp đang lao tới tiếp. Thì nó nhảy vào, nó chặn, nó đứng. Nó đứng, nó bao cả cái người nông dân, và con cọp sợ quá, cuối cùng nó cũng bỏ chạy. Thì người nông dân tỉnh dậy thấy con mình nằm dưới cái bụng con trâu á. Cho nên ổng lúc đó ổng càng giận dữ hơn nữa. Ổng kêu bà con ơi tới cứu tôi, là con trâu này nó phản chủ, nó cắn tôi này kia, nó đòi giết tôi. Thì lúc bây giờ ông nông dân mới ngồi dậy kêu làng xóm tới nữa đánh con trâu một trận. Thì lúc bây giờ Đức Phật biết, cho nên Ngài mới tới, Ngài vỗ về con trâu, Ngài mới nói những cái lời rất là ý nghĩa. Ngài mới nói rằng với bản thân ta là người đã chứng quả thành Phật, nhưng mà trong quá trình chuyển giáo hóa độ sanh ta gặp cũng rất nhiều điều oan trái trong cuộc đời. Có nhiều người chửi mắng ta cũng đủ điều, sỉ nhục ta cũng rất nhiều điều. Nhưng mà những cái lời sỉ nhục đó nó không đáng giá. Cái điều mà sỉ nhục nhất của con người là gì? Là tức là chúng ta không làm được bổn phận trách nhiệm của mình. Chúng ta không làm được lợi ích cho cuộc đời mới là điều sỉ nhục. Ngươi đã đem được lợi ích cho con người, cho nên dù bị chủ sỉ nhục đánh đập thì cái điều đó không có đáng buồn. Bản thân ta còn bị, nhưng mà cái điều đó không đáng buồn. Chỉ buồn nhất là mình không làm được gì đó. Vuốt ve và con trâu nó hiểu xong thì lúc đó là Ngài mới nói với người nông dân đó, hai lần ngươi đã đánh oan con trâu, nó đã cứu ngươi. Ngươi không tin thì nhìn những cái vết chân cọp nó chạy tới là ngươi sẽ biết. Thì lúc bây giờ những người dân và người nông dân, người chủ đó mới hiểu ra và rất là thương yêu con trâu. Thì cái đây là cái bài học trong cái truyện cổ Phật giáo để nhắc mình là ý là gì. Đức Phật nói hình ảnh con trâu nó cặm cụi cả cuộc đời, nó làm lụng vất vả, nhưng mà nhiều khi con người không có hiểu, cứ đánh đập suốt à. Thì tất cả mình hiểu, nếu xét về một mặt thứ đó là do nghiệp. Tại vì là tạo những cái nghiệp quả, mình giật nợ người ta nè, rồi gì nữa, chỉ biết là xin, chỉ biết là thọ nhận mà không biết là làm lại lợi ích cho cuộc đời mình. Thọ nhận và giật, nói chung mình chiếm đoạt, cuối cùng mình phải mang, trong kinh nhà Phật hay nói cái câu là mang lông đội sừng mà trả đó. Tức là mình phải đọa làm những kiếp, những con vật đó để trả nợ. Thì nhưng mà đã vậy rồi mà còn bị oan ức nữa, còn bị đánh đập nhiều nữa. Cho nên Đức Phật lúc đó mới khai ngộ cho con trâu là cái điều đó không có sỉ nhục, không có bị nhục đâu. Mà điều sỉ nhục là mình không làm được lợi ích gì cho đời, mình không làm tròn bổn phận trách nhiệm của mình. Thì cho nên quý vị thấy là làm cha làm mẹ, nhiều khi mình sống mình hy sinh cả cuộc đời cho con, mà nhiều khi con cái nó theo bạn bè cái là nhiều khi nó cũng bất hiếu, nó cũng trách cha trách mẹ rồi trách đủ thứ điều hết. Nhưng mà mình không buồn, mình nghĩ rằng là cái đó nghiệp duyên, mình bổn phận trách nhiệm làm mẹ làm cha, mình cứ làm tròn bổn phận là mình không có gì. Cho nên cái lời này Đức Phật nhắc mình rất là nhiều điều. Và trong cuộc sống quý vị bị oan nhiều lắm chứ đúng không? Mình gặp oan ức rất là nhiều, mình làm nhiều điều tốt, mình làm nhưng mà đều nhiều khi bị người khác không hiểu. Họ nói này nói kia, nhưng mà mình nhớ lời Đức Phật dạy là sao? Những cái điều đó không đáng buồn, không có gì bị nhục nhã hết. Họ chửi, họ mắng, họ nói gì, mình cứ nghĩ rằng bị người ta chửi trước mặt mọi người là nhục, là đau khổ, là buồn. Nhưng mà Đức Phật nói điều đó không có gì hết. Cái lời nói nó không là gì cả. Mà quan trọng là mình làm được gì lợi ích cho cuộc đời, cho người. Mình làm tròn được trách nhiệm bổn phận của mình hay chưa. Cho nên đây là một cái bài học rất là để nhắc nhở mình. Trong cuộc sống này, dù mình gặp bất kỳ những cái khó khăn gì, dù gặp ai làm điều gì chúng ta không ngại, mà chỉ ngại là mình có làm được gì tốt hay chưa. Chứ nếu mình làm thật sự tốt thì không có gì hết. Rồi cuối cùng cái gì nó cũng sẽ có cái nhân và cái quả. Giống như quý vị thấy con trâu, rồi cũng được Đức Phật đến tế độ, Ngài mới giải cứu được. Cho nên để bài học cái năm này là năm con trâu, thì mình nói những vấn đề này để chúng gì, để ít nhất chúng ta cũng học được. Cho nên những người cứ nói là sợ năm này, năm tuổi là năm con trâu á, con trâu là khổ cực cái gì đó này kia, nhưng mà tất cả là chỉ ứng dụng, chỉ là một cái hình ảnh tượng trưng thôi.
Mà quan trọng là mình phải làm sao, như thế nào, mình sống như thế nào để mình có phước đức và công đức, mình có đầy đủ công đức rồi là mình không sợ năm gì hết. Năm con nào mình cũng tự nhiên mình sống. Rồi quý vị có ai thắc mắc gì không? Thắc cải lương. Thắc cải lương là nhiều đức khác vậy. Có ai ai muốn hát ca gì tặng bài không? Cho hát bài Ngày Xuân Long Phụng Xuân Vầy. Ngày Xuân Long Phụng Xuân Vầy. Cho tên Thúy. Thúy, tên Thúy Xuân Vầy. Kênh ến nơi nơi, cứ phố người người đi hái lộ. Đẹp xinh đất trời, màu áo chân tung bay cùng muôn ngàn hoa. Trong thiên trong xuân, Long Phụng về đây xuân vầy. Phát lộc tại khắp nơi phố phường, một năm mới an khang bình an bên nhau. Mừng Tết đến và lộc đến nhà nhà, khi mây vàng kèn đỏ hồng thắm tươi. Chúc cụ già được sống lâu sống thọ, cùng con cháu san năm lại đón Tết xuân. Và kính chúc người người sẽ gặp lên Tết sau được nhiều lộc hoa Tết nay. Tết đến đoàn tụ cùng ở bên bếp hồng và nụ kem chân và nụ bên chân xanh chờ xuân san san. Giỏi vậy, giỏi vậy. Ôi. Vậy là giỏi rồi. Nghệ quá. Bây giờ tặng quý vị một câu vọng cổ xuân đi, không có hay đâu nhưng mà cũng nói về tu tập thôi, bên này hay hát luôn. Mỗi độ xuân sang ngàn quả đua nở, hàng Phật tử chúng con trở về chùa tinh tấn. Tu học Pháp Như Lai cho thanh tịnh tâm hồn. Chánh niệm lắng nghe Thầy truyền dạy bao điều. Kinh Pháp cú cao siêu lời hay ý đẹp. Pháp qua nhiễm màu con về lại chân như. Ghi lòng tác gia ân sư, cho con diệu pháp tâm từ vô biên. Như giọt mưa xuân trở về nguồn hạnh phúc. Nơi chốn bình yên là nơi chốn tu hành. Cứ mỗi lần con học Pháp Như Lai là giây phút thiêng liêng con trở về bên sư phụ để lắng nghe những dần thơ diệu pháp. Bài hát nhớ ơn thầy con không thể nào quên. Rồi cái này chắc giờ mời ca sĩ Diệu Đức đi. Cho chàng vỗ tay nữa. Xin anh hãy nhìn thật sâu trong màn xanh của lá, nghe con chim nào đang cất cao giọng hót, tưởng như người xa đang dõi theo anh từng bước đi. Mô Phật, con là Diệu Mai. Dạ, con xin chia sẻ là trong 2 năm mấy nay con đến chùa ở Tổng hội Cư sĩ để sinh hoạt. Thật ra là 2 năm hạnh phúc nhất của đời con. Dạ, dạ. Nhân đầu xuân mới, con kính chúc Ni Sư được thân tâm an lạc để tiếp tục trên con đường hoằng pháp. Dạ. Đại diện hay là Quảng Hậu? A Di Đà Phật, con tên Quảng Hậu. Năm mới Quảng Hậu xin chúc tất cả sức khỏe dồi dào, trong sự thành công. Và duyên Quảng Hậu thì có 4 chữ T. Duyên Quảng Hậu thôi. Thì Quảng Hậu ta tập tha thứ. Ta tập tha thứ. Năm nào kiếm 4 chữ tê. Hôm nay là dịp đầu năm đâu. Mình cũng đại diện gia đình chúc chúc cô sư phụ các
Phật tử một năm mới hạnh phúc. Châu ơi, châu ơi đi cày, châu ơi đi cày nhé. Đồng ruộng kia với đồi cỏ kia là của những dân quê. Em bé dân quê Việt Nam là mầm non tứ thắng. Đất mây giàu xin đất quê hương cho nước giàu mình luôn. Dù con tim người bên bờ đê Giáng sinh, đường về xóm nhà chữ y chữ tờ. Lửa trâu nhục chuồng tứ nước nữa là xong, quanh dần bếp nóng trâu ra ngoài đông. Trời đã rạng đông, trâu ơi hãy theo ta ra đồng, cho sớm những hạt sương mai đất mềm mềm trên có hương mùi thơm thơ dậy ánh trăng. Dạ Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Con là Tâm Yên Thường, con cũng đại diện với Quảng Lộc. Thì đầu tiên năm mới con kính chúc Ni Sư Pháp Thể Kinh An, thân tâm an lạc để dẫn dắt hàng Phật tử chúng con trên con đường tu tập. Thì trước hết thì con cũng kính chúc các cô chú, anh chị năm mới nhiều sức khỏe, vạn sự như ý, vạn sự kích tường, thành công trong cuộc sống. Thì trong năm qua thì nói chung là ai cũng biết là năm vừa rồi thì rất là nhiều khó khăn tại vì đại dịch. Thì con đại diện cho tất cả mọi người ở đây cảm ơn Ni Sư là đã bỏ nhiều thời gian cũng như là công sức để mà lên xuống này, cũng như là hướng dẫn chúng con tu tập, và cũng như là cho những cái bài giảng mà mỗi lần mà sư đã thâu thì cái đó là cũng có nhiều người là không có thời gian để được đi chùa, thì nhờ đó để mà tu tập qua những bài giảng của cô. Một lần nữa chúng con tri ân Ni Sư Thầy. Dạ, con là Thiện Nhân. Trước nhất con đại diện gia đình con xin kính chúc cô sang năm mới sức khỏe dồi dào và thân tâm thường lạc, để có sức khỏe để dẫn dắt chúng con còn yếu kém quá trên con đường tu đạo. Nhất là con, hình như là con đã gần 60 nhưng mà hình như là con mới biết sống chừng 20 năm nay thôi. Là từ khi biết đạo tràng của mình. Là sau đây là xin chúc cho đạo tràng cô chú anh chị em mình bước sang năm mới sức khỏe dồi dào, hạnh phúc ngọt ngào, tam bảo tự hào, tu tập dâng trào, niềm vui ào ào và bình yên dạt dào. Dạ con bạch Ni Sư, con kính thưa quý đại chúng, con tên là Tâm Pháp Hải. Hôm nay con đưa mẹ về chùa đảnh lễ Ni Sư. Trước tiên con xin được kính chúc Ni Sư và tri ân Ni Sư đã hướng dẫn đạo tràng bé nhỏ được tu tập hàng tuần. Và kính chúc Ni Sư và cũng như kính chúc quý đạo tràng luôn được dồi dào sức khỏe, vạn sự cát tường và giáo quyến luôn được bình yên. Dạ con sinh hoạt hướng đạo cho nên con có cái bài hát cũng về con trâu. Con trâu. Ai bảo chăn trâu là khổ, chăn trâu sương lắm chứ. Ngồi miên trâu vớt ngọn cơ lâu và miệng há nghêu ngao. Vui thú không quên hồng cầu, lòng đồi non gió mát. Cánh tiếng theo tiếng lúa đang reo, em đánh đồng thật mau. Dạ con cảm ơn, con cảm ơn Ni Sư. Vì là Phật cảm kính thưa Ni Sư, con kính sư các bác anh chị, tên là Hoàng Tú. Dạ
tu học ở đây cũng nhờ sư cô hướng dẫn những cái pháp rất là hay và tuyệt diệu vô cùng. Chúng con đón nhận hết tất cả và trong niềm vui chúng con kính chúc sư cô được pháp thể an an và lúc nào cũng có một cái hạnh phúc để mà đem lại cái sự Phật pháp mà cho đạo tràng mấy lâu nay mà chúng con nhận được. Chúng con rất biết ơn sư đi sư. Và sau đây là chúng con có một cái bài thơ của các bạn gửi trong đây đọc ra về năm của Trâu. Trâu ơi, ta bảo trâu này, trâu đem phú quý chất đầy nhà ta, nỗi buồn nức mắt mang ra, niềm vui hạnh phúc hãy mang vào nhà, mang đi cho hết rủi xuôi, mang về may mắn nhà nhà an vui. A Di Đà Phật. Kính thưa ni sư và cô chú anh chị trong đây, con tên là Thiện Chánh. Đầu năm mới con kính chúc sư phụ và toàn thể đạo tràng cùng với các anh chị có nhiều sức khỏe. Một năm qua đầy biến cố, coi như là rất là nhiều chuyện đau buồn và đủ thứ xảy ra mà có thể thay đổi tất cả, có những gia đình nhiều cái mất mát. Con cầu chúc năm Tân Sửu mới thì mọi việc không ai đó nó sẽ tan biến và cái niềm vui an lạc may mắn đến tất cả mọi người. Cái này là riêng con chia sẻ, giống như là một cái duyên được gặp sư phụ, là sư phụ của hai đứa con, hai đứa nhỏ chứ không phải là sư phụ của Thiện Chánh. Nhưng từ đó Thiện Chánh coi như là một cái người sư phụ của mình. Và đạo tràng ở đây giống như là một cái gia đình thứ hai của mình. Tu tập học rất là nhiều điều hay, cầu xin tất cả ơn trên để mọi thứ nó đều tốt đẹp sẽ đến với cái gia đình của mình. Thì Thiện Chánh xa gia đình không có gần á, cho nên cùng với mọi người ở đây á, nó giống như là một cái gia đình thứ hai của mình. Đó là cái điều mà rất là cảm thấy vui và may mắn với Thiện Chánh. A Di Đà Phật. A Di Đà Phật. Năm mới con kính chúc ni sư vạn sự kiết tường, thân tâm an lạc. Và sau nữa con kính chúc đạo tràng có một năm mới đầy hạnh phúc, sức khỏe dồi dào, mọi sự đều hành thông đến tất cả gia đình. A Di Đà Phật. Hôm nay mình tự nhiên không tính trước mà nó có. Cho nên cái này là cũng là một cách rất là hay. Cho nên về sẽ gửi cái chương trình này cho quý vị coi, ai cũng được lên sóng hết. Nhân dịp xuân để chúng ta cũng chia sẻ, tỏ bày những cái nỗi niềm và đặc biệt là mong là luôn luôn chúng ta phải sống thật có ý nghĩa trong cuộc đời này. Dù chúng ta làm việc nhỏ cho tới việc lớn mà mình phải làm gì đó có ý nghĩa cho cuộc đời thì mình sống không bao giờ bị, không bao giờ buồn tuổi gì hết. Mình cứ làm việc tốt để chúng ta sống. Thì một lần nữa nhân dịp xuân Tân Sửu chúc tất cả quý vị và gia đình vạn sự an lành và muốn gì cũng được hết. Và đặc biệt là gia đình hạnh phúc ấm êm. Và nhớ cố gắng là như Hoàng hậu nói mượn đó là ta tập tha thứ, rồi ta tập tinh tấn tu tập, rồi mọi điều chỉ có tha thứ và tinh tấn tu tập thì nương theo pháp Phật để chúng ta lìa khổ được vui. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Năm mới chúc nhau một chữ tâm, hỷ xả bao dung mọi lỗi lầm, ở đời muôn pháp do tâm tạo, hãy sống yêu thương trọn tình thâm. Năm mới chúc nhau một chữ thành, kiết tường như ý thuận duyên nhanh, rèn tâm bồi đức thành chi mỹ,
thân khỏe bình an, học pháp lành. Năm mới chúc nhau một chữ từ, hướng lòng soi sáng lý chân như, ban vui khắp chốn trong nhân thế, vô ngã vị tha chẳng trầm tư. Năm mới chúc nhau một chữ bi, cứu khổ nhân sinh hết hoài nghi, thương người khắp cả trong hoàng vũ, hạnh phúc lạc an thật vô nghị. Năm mới chúc nhau một chữ hòa, kính trên nhường dưới bỏ điêu ngoa, trăm người muôn ý không ai giống, thuận cảnh tùy duyên chẳng mệt nhoài. Năm mới chúc nhau một chữ vui, giữ tình nhân nghĩa chớ buông xuôi, vui trong ánh đạo vui từ ái, giữ đạo bình an vọng tiếng cười. Năm mới chúc nhau một chữ thanh, gạn lòng trong sạch thật tinh anh, soi tâm chuyển ý không tham đắm, cực lạc trần gian mãi sẵn dành. Năm mới chúc nhau một chữ nhàn, qua rồi vất vả với lo toan, an cư lạc nghiệp tâm thư thái, phước lộc thọ tăng thật vô vàn.